Ok, thì như mọi người đã thấy chúng ta có 250 roll từ thằng bạn mình. Và thật ra nó cũng gần PT lắm rồi đó. Cho nên là vừa cái chuyện video có bị lệch hay không thì nó sẽ quyết định như việc cái video này có dài hay không. Tại vấn đề là thằng bạn mình đang tính giữ cho Furia C2, cho nên là nó kêu mình là roll 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 mọi nổ thôi. Còn lát 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 lúc mà lệch các thứ thì mình sẽ coi quyết định của nó sau. Thôi thì chlorine nè, run chlorine rồi run cây xá tội. Mày muốn định chuẩn ngược hay định chuẩn đúng? Ta thì ta chơi hệ chơi chân chính rồi để xá tội đi. Ok, rồi rồi, vậy chúng ta bắt đầu run luôn đi ha, không có làm stalling cái video nữa, làm luôn nè. Nếu đúng thì cái này là vàng à? Không, nó không vàng à. Ok, nó không ra sớm, nó không ra sớm. À khoan, từ từ, PT đang là khoảng 60, à, không 55, 60 gì đó. À, vậy thì hợp lý, hợp lý. Vậy thì giờ chúng ta thử coi chúng ta có ra được xe thốt hay không ha. À, ra thiệt kìa. À, một phát ra luôn, kiếp dở. Mới nói xong, mới nói xong. Rồi, nhưng mình để tiếng Nhật cho nên là mình sẽ skip voice line tí ha. Rồi giờ... thấy chef Đúng rồi. chef reuse đó, thấy không? Đáng lẽ cái banner này phải thay Homa bằng chef reuse thì nó là một cái banner cực kỳ đỉnh luôn, nhưng mà chắc là do chef reuse vừa vừa rerun cho nên là nó sẽ không để vô ha, đúng không? Chỉ lý do duy nhất nghĩ được là vậy. Rồi lần lần roll này nè, nếu mà đúng thì nó sẽ ra nha, đúng đúng thì nó sẽ ra. Trên nền tảng lý thuyết là vậy. Ừ, ok, ra rồi, ra rồi, ra rồi, ra rồi, ra rồi. Quan trọng là ở đâu thôi. Không nhớ PT đó. Chắc tầm 70. Hoặc là cuối cùng. Waiting patiently. Thêm một xe Có thốt, ra xe đây 1 không? xe 1, xe thốt. Oh, không lệch, không Không lệch. không ra Không lệch rồi, video hơi ngắn nha. Video hơi ngắn nha. Hai hai hello, ok. Video này hơi ngắn rồi đấy. Hay là in vũ khí không? Thôi không nghĩ, không nghĩ, không nghĩ. Cây còn lại không được. Nó không ra Cây cây, nó không ra ra cây còn lại mới vấn đề ấy. Đúng không? Cái vấn đề nó không ra cây còn lại á. Giờ thử ha. Thử ha, thử ha. À không. No. cây thương không bị chủng tộc đâu Cuối cùng đã có Kito Chan để có cây thương phân biệt chủng tộc đầu tiên bạn anh ấy. Rồi chị, cái này chắc ra rồi đúng không? Nếu mà đúng thì cái này tao nghĩ là ra. Ừ, ừ ra, ra ra nhưng mà ra cái gì? Ra thì ra ấy, ra cái gì? 25-25 là được. 25-25 Ê không, cái này đối với lại thằng Kiệt là ngon, nhưng mà đó là lệch. Ok, giờ thì có một cái chiếc lõi nhẹ nhẹ nè. Ok, không 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 có gì. Không sao không sao. Ừ. Có được cái cung rồi. Ừ. Cuối cùng Kujusara đã có vũ khí. Rồi giờ câu hỏi là roll tiếp không? Tại vì giờ mày C1 con Furina rồi, cho nên là giờ nếu mà roll nổ thì mày vẫn chắc chắn sẽ có Furina C2. Rồi giờ mày mày sẽ có một trong hai cây này khá là mạnh. Cây 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 năm sao này nó cũng mạnh ở trong banner này hết. Đúng. Chắc đúng Ừ. luôn. Câu trả lời của mày là cái gì? Không, giờ thực ra thì trường hợp tệ nhất là 80 rồi. Ừ, tệ nhất thôi, Chơi luôn đi cho vui đi. chơi luôn đúng không? Ok rồi, vậy là chúng ta lần run này lần run vũ khí chứ nhân vật mình tự hy sinh bản thân mình run 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 lõ rồi, cho nên là đâu có lệch đâu. Ô may quá, 75-25 thì tuy thua nhưng mà nó đáng. Ừ, thua đáng vãi đúng không? À, thua đáng, thua đáng. Cái là nhảy nổ luôn mới hài rồi, đúng không? Ôi, 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 mùi mát quá, ôi, mùi mát quá. Thì có cây đó ở trong này mà thì cũng phải chịu thôi. Đây cây thứ Ôi, hai. hai cây. Rồi, thơm. Ô ma sao mày ở đây? Bốn mươi ra không, cây thứ ba. Are you sure you not race it? Are you sure Không you biết not race chơi. it? Không biết Bạn bạn có chắc là bạn không phân biệt chủng tộc không? Rồi cái thứ tư đúng không? Đó là thứ tư. Tầm 40
À không, hồi nãy còn 210, vậy là cái này là 50 rồi, 50 50. 60 nè, 60. 65 nổ rồi. Rồi hợp lý đó, thấy không? 10 điểm 10 điểm. Rồi giờ ra cái gì? Mong là nó sáng tội, mong là nó xá tội. Ra cái còn lại cũng tốt, nhưng mà ý đó là cái đó sẽ Chlorine nó sẽ bị bó vô cái việc là chơi hai bộ Bloom á. Ừ. Cho nên là mong là cái xá tội cho nó hợp lý. Chuyên nhạc lang thang. Tao tiện có mùi môi trễ đây, tao tiện nó ra cái chuông rồi. Nhưng nó ra cái chuông. Hồi nãy cũng ra một cái chuyên nhạc với lại Thuma á, là hai cây rồi đó. Ai ra thiệt kìa. Yeah baby. Đó thấy không? Bullet bởi tăng cơ á. Không. Không, lớp của tao thì nó không lệch tới mức đó nếu mà run hộ đâu, nhưng mà nó cái vấn đề là cái vấn đề là nó không được sớm cho lắm thôi. Nhưng mà 70 run. Không 60. Rồi cũng không tệ. Rồi đó, Chlorine chấn nha. Chúc mừng bạn Kito Chan. Không lật là vui rồi. Không, thật ra là lật. À không, lật nhưng vẫn ăn, lật nhưng vẫn ăn. Rồi, đâu rồi ta? Ra đây cầm chấn, ra đây cầm kia cánh thiên phong. Thấy không, người giàu, hai cái tuyệt huyền, ở đâu hai cây nhược thủy. Đó. Rồi, giờ bây giờ chúng ta làm cái gì không? Rồi, ok thì xong rồi đó.